Sáng ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trần Thanh Tú, thợ xăm 26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, tạm trú quận Gò Vấp tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7, sau khi nhậu ở quận 12, Tú được Huỳnh Hữu Toàn lái xe máy chở về nhà ở phường 5, quận Gò Vấp. Khi cả hai xuống phà An Phú Đông, quận 12, Tú nói chuyện lớn tiếng nên anh Nguyễn Tuấn Kiệt nhắc nhở thì hai bên mâu thuẫn cãi nhau. Khi qua phà, Kiệt lái xe hướng ra đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, Tú kêu Toàn đuổi theo chặn xe. Tú xuống xe dùng tay đánh Kiệt tới tấp. Tú còn lấy đũa trong quán ăn bên đường bẻ gãy rồi đâm Kiệt gây thương tích, phải bỏ xe chạy bộ thoát thân thấy Kiệt bị hành hung, một thanh niên chưa rõ lai lịch hỏi Tú sao đánh người ta dữ vậy thì hai bên cự cãi và xảy ra xô xát đánh nhau. Sau đó Tú đi bộ về nhà và rủ Toàn quay lại tìm người thanh niên này giải quyết. Tú lấy con dao của một tiệm bánh mì trên đường Dương Quảng Hàm rồi lên xe cho Toàn chở đi. Khi cả hai đến một địa chỉ trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp, thì thấy anh Huỳnh Trung ngồi với gia đình. Do hiểu nhầm anh Trung là người thanh niên trước đó, Tú cầm dao xông đến chém anh Trung nhiều nhát gây thương tích, lúc này người nhà anh Trung căng ngăn cũng bị Tú chém nhiều nhát bị thương. Nhận tin báo công an phường 5 quận Gò Vấp phối hợp người dân khống chế Tú và đưa người bị thương đi cấp cứu. Tại cơ quan công an, Tú đã thừa nhận hành vi đánh chém anh Kiệt, anh Trung và người nhà anh Trung. Qua điều tra ban đầu và kết luận giám định tỷ lệ thương tật các nạn nhân, xét thấy hành vi của Tú có tính chất côn đồ, gây thương tích, nguy hiểm cho nhiều người. Công an quận Gò Vấp khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Tú để điều tra tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác sau khi gây án tú đã bỏ trốn nên công an quận gò vấp ra quyết định truy nã tú trên phạm vi toàn quốc